sẽ đứng ở đây cả đêm. Trò chơi trốn tìm ngày đó sau ngày đấy chắc chờ ta săn bắn khát vọng và hái lượm những giấc mơ ta gieo trong ước mong thứ mà lấy đi nhiều thì giờ ta đang ở những cây cối mà không biết có ngày bị lọt để rất lâu sau này chúng ta có mày nhận ra không phải tất cả bông hoa thì đều sẽ có những vị ngọt có tên em là mảnh mất giọng hoài hệt như là một giấc mộng dài ta đi tìm cả thế giới nhưng mà phải trốn nhau biết phải thay chơi từ lúc mới chớm đâu. Trốn nhưng không ai tin. Nhiều khi ta muốn ta được bé lại, để khi đi trốn có người đi tìm.